Cảm ơn quý vị, chúng ta trở lại. I hope you had a good break. Hy vọng là quý vị có thời giờ giải lao. I enjoyed my durian. Xuân mà vừa xuân nữa. I enjoyed my durian. Tôi đã gọi là nếm được cái món sầu riêng của quý vị. Okay, this last session. Rồi trong cái cuối này, we are going to continue with restoration. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về sự phục hồi. When Christ came, khi mà Chúa Giêsu Christ đến, the Bible says he came not only to forgive us of our sins. Thì cái thầy nói là gì? Chúa Giêsu ngài đến không chỉ để tha thứ tội lỗi của chúng ta. He came to set us free. Mà ngài đến để buông tha chúng ta được tự do. The enemy has entrapped mankind. Kẻ thù đã cột trói loài người. And so it is the enemy's desire to continue to hold mankind within his grasp. Và vì thế ma quỷ là kẻ thù đó cứ tiếp tục muốn nắm con người. But when Christ came, nhưng mà khi Đức Christ đến, he came to set us free. Ngài đến để giải phóng chúng ta được tự do. Free from bondage. Tự do ra khỏi sự trói buộc. Free from the things that continue to let us be in the hands of the enemy. Và giải cứu, giải phóng chúng ta ra khỏi những điều mà nó kìm giữ chúng ta ở trong tay của kẻ thù. And so when we think about the various things that are happening in our lives. Vì thế khi chúng ta suy nghĩ đến những cái vấn đề khác nhau xảy ra trong đời sống của chúng ta. And of the lives of the people that we are trying to bring up. Và trong đời sống của những con người mà chúng ta đang cố gắng để chăm sóc nuôi dưỡng. We understand life is not smooth sailing. Thì chúng ta nhớ rằng cuộc đời không phải là xuôi chiều mặt máy. Yeah, it's going to be ups and downs. Sẽ có lúc lên, lúc xuống. And if you don't handle the downs well, và nếu mà lúc xuống đó mà mình xử không có khéo đó, then we will end up being in the hands of the enemy. Thì kết cục là chúng ta sẽ rơi vào tay của kẻ thù. So enemy has many traps for us. Vì thế kẻ thù nó có nhiều cái bẫy cho chúng ta. These traps become barriers in our lives. Và những cái bẫy này nó trở thành những cái rào cản ở trong cuộc đời của chúng ta. Things that will prevent us from going forward in the walk of the Lord. Đó là những cái mà ngăn trở chúng ta đi tới trong bước đường với đi với Đức Chúa Trời. So this afternoon we want to look at a case. Vì thế buổi chiều ngày hôm nay, this case is in the scriptures. Chúng ta sẽ xem xét một cái trường hợp ở trong Kinh Thánh. It is found in the beginning of the gospel. Và nó được tìm thấy ở lúc khởi đầu của Phúc Âm. So we understand that from the time of the Old Testament to the time of the New Testament. Và chúng ta biết rằng từ thời Cựu Ước cho đến Tân Ước, God has not spoken to the people for over 400 years. Đức Chúa Trời đã không có phán với dân sự trong khoảng thời gian hơn 400 năm. There has been a period of silence. Nó được gọi là khoảng thời gian yên lặng. Because the people have been disobedient. Bởi vì dân sự đã không vâng lời. So God stopped speaking to his people. Vì thế Đức Chúa Trời đã không có nói với dân sự của Ngài. But suddenly, just before the birth of Christ. Nhưng mà đúng một cái ngay trước khi Đấng Christ được sinh ra. God began starting to speak to his people again. Đức Chúa Trời lại bắt đầu phán với dân sự của Ngài. And one of the people that was chosen. Và một trong những người đã được chọn. To whom God was going to speak about the birth of Christ. Và qua người đó Chúa Giêsu sẽ công bố về sự giáng sinh của Jesus Christ. Was an old prophetess by the name of Anna. Đó là một người tiên tri tên là Anna. Anna. Đó là Anna. Okay. Rồi. Now remember, when we look at this woman, chúng ta nhớ khi mà chúng ta nhìn vào người nữ này,
she is going to describe many situations that we face as well. Qua đời sống của người nữ này mô tả cho chúng ta thấy được nhiều cái hoàn cảnh mà chính chúng ta cũng có đối diện. She is facing two major problems. Và tiên tri này thì đối diện hai cái vấn đề chính. The first is this. Đầu tiên là thế này. She was a woman. Và là một người nữ. Now today, women are relatively free. Và thời nay đó thì phụ nữ có thể nói là tương đối là được tự do hơn so với trước đây. You can do almost anything. Họ có thể hầu như làm, có thể làm được tất cả mọi việc. But in those days, nhưng mà vào thời đó, if you are a woman, nếu chúng ta là người nữ, you are not allowed to speak. Thì thứ nhất mình không được phép giảng. You are not allowed to move about on your own. Không được đi lại một mình. You want an example of this? You go to the Middle East. Nếu mà quý vị muốn thấy một cái ví dụ thì sắp xếp mua vé máy bay đi qua Trung Đông. Now much of the Middle Eastern culture. Phần lớn cái văn hóa của các nước tại Trung Đông. Is what has been happening in the Bible times. Chính là những điều đã xảy ra ở trong thời của Kinh Thánh. So you read in the newspaper today. Vì thế ngày hôm nay khi quý vị đọc ở trong Kinh Thánh. Saudi women just got received the freedom to drive a car. Gần đây đó những người nữ gọi là thuộc cái nước gọi là Ả Rập Saudi đó họ mới nhận được cái sự cho phép được lái ô tô. Before this they cannot drive. Còn trước đó là họ không được phép lái xe. Then they are not allowed to travel. Rồi không được phép gọi là đi qua đi lại nữa. Everywhere they move. Bất cứ chỗ nào mà họ đi. They must be accompanied by a man. Phải có một người nam đi theo. You know that if you go out even to eat. Và nếu mà đi ra ngoài thậm chí là đi ăn thôi đó. They cannot eat outside by themselves. Không thể nào đi ra ngoài ăn một mình. Everywhere they go, they must be accompanied by a man. Bất cứ nơi nào mà họ đi đó phải luôn luôn có một người nam đi cùng. And the man must be related to her. Và người nam đó phải là người có quan hệ với cô ta. She cannot be accompanied by a friend. Không thể nào đi chung với một người nam là bạn. She must be accompanied by a father, the uncle. Người đi chung với cô ta có thể là người cha hay là người cậu, người chú. Maybe the son or nephew. Hay là con trai hoặc là cháu trai. Somebody related to her. Tức là người có cái quan hệ gần gũi với cô ta. So a woman living in this kind of culture. Vì thế một người nữ mà sống trong văn hóa như vậy. Has no freedom whatsoever. Thì không có tự do gì cả. Imagine today. Quý vị tưởng tượng ngày hôm nay. You are one of this kind of people. Quý vị thuộc trong số những người ấy. Okay. Rồi. Now picture yourself. Quý vị hãy hình dung chính mình. As a person who have a lot of restrictions in your life. Là một người có rất là nhiều những cái sự hạn chế ở trong đời sống của mình. You cannot do this because perhaps. Mình không thể làm cái điều này vì có lẽ. You come from a tribe that is not recognized. Mình đến từ một cái sắc tộc mà tại đó người ta không có nhìn nhận. Perhaps in your culture. Và có thể ở trong văn hóa của quý vị. Only certain people can speak for the tribe. Chỉ có những người nhất định nào đó mới có thể gọi là lên tiếng thay cho cộng đồng hay là cho sắc tộc của mình. Perhaps if you are don't have certain status, you are not allowed to do certain things. Còn giả dụ nếu quý vị không có một cái địa vị nhất định nào đó thì quý vị không có được phép làm một số điều ví dụ như vậy. These are things that are still happening in the world today. Đây là những điều mà nó vẫn đang còn xảy ra trong thế giới ngày nay. Okay, so this woman, one major problem is she is a woman. Vì thế chúng ta thấy người nữ này một cái nan đề lớn mà bà đối diện đó là bà là một người nữ. Amen. Amen. Secondly, thứ hai, she is old. Bà đã lớn tuổi lắm rồi. Okay, she is, according to the scriptures, by this time, she is probably about in her 80s. Và theo như Kinh Thánh đó, thì vào thời điểm này, bà Anne đã khoảng hơn 80 tuổi rồi. Now, nobody here has reached 80 years old. Ở trong này chưa có ai tới độ tuổi 80 đúng không ạ? But imagine today you are in your 70s, don't talk about 80.
Nhưng mà thôi đi, mà mình chưa tới 80, bây giờ mình hình dung bây giờ mình ở trong cái độ tuổi 70 đó. By the time we are coming to that age, tới cái lúc mà quý vị đi tới cái độ tuổi đó, most people will not recognize your ministry anymore. Hey, phần lớn người ta sẽ không còn nhìn nhận chức vụ của quý vị nữa. They will be telling you why you still want to work so hard. Người ta sẽ nói với quý vị rằng, cụ ơi, sao cụ vẫn còn làm việc siêng năng thế? Oh, it's time for you to pass to the younger ones. À, đến lúc giao lại cho mấy người trẻ rồi, cụ ơi. Oh, physically you're not so strong anymore. Chân tay run rẩy hết thế kia mà đòi làm việc nữa. Why should you do this kind of work? Tại sao lại làm công việc này? So, this poor woman, she faced two major problems. Người phụ nữ tội nghiệp này đã đối diện hai cái vấn đề lớn. Amen. Amen. She is a woman. Thứ nhất, bà là một người nữ. In fact, the Bible says this. Thực tế đó thì Kinh Thánh có nói cái điều này. In those days, a woman is treated worse than a dog. Vào thời đó, người nữ bị đối xử còn tệ hơn cả một con chó nữa. So imagine how low the status of a woman is. Vì thế chúng ta tưởng tượng xem địa vị của một người nữ nó thấp kém như thế nào. Similarly, when you're old. Tương tự như vậy khi mà chúng ta già đi. Now the average age of a person living in that time. Độ tuổi trung bình của người dân sống trong cái thời điểm đó is only about 30 years old, okay? Là khoảng 30 tuổi thôi, tuổi trung bình nhá. In other words, if you live beyond 30, you have lived a long life. Có nghĩa là gì, nếu mà sống trên 30 tuổi là sống thọ rồi đó. So this woman is in her 80s. Còn người nữ này ở trong cái độ tuổi là 80. She lived well long after the average age of a person. Và sống vượt trên cái độ tuổi trung bình của một con người rất là nhiều. Now an average age of a person living in Vietnam today. Độ tuổi trung bình của một người ở tại Việt Nam là bao nhiêu? How old do you think that person will be? Theo như quý vị đó thì một người sẽ sống bao nhiêu tuổi? 70. Yeah. 70. 70, okay. 90. No, no. You are all guessing, right? Là mình chỉ đoán thôi đúng không ạ? You do not know the actual age, eh? Là mình đâu có biết con số chính xác, còn mình chỉ đoán thôi. In Singapore. Ở tại Singapore. Same like Japan. Giống như là Nhật Bản. We have one of the longest life expectancy in the world. Chúng tôi á là có cái tỷ lệ tuổi thọ trung bình á là cao nhất trên thế giới. The average man in Singapore will live until 81. Một người nam ở tại Singapore thì độ tuổi trung bình của họ là 81 tuổi. The average woman will live until about 85. Còn người nữ là 85. And we are one of the longest living in the world. Và chúng tôi là một trong những đất nước mà sống dài nhất. That means average age in Vietnam is less. Có nghĩa là gì, tuổi thọ trung bình ở Việt Nam nó phải thấp hơn nhiều. That means most of you. Có nghĩa là gì, phần lớn quý vị. Can expect to live only till about your 70s. Chỉ có thể mong đợi là gì, mình sống đến những cái độ tuổi 70 là thôi. Now this woman is way past the average age. Người nữ này vượt qua cái độ tuổi trung bình rất là nhiều. Understand in today's context. Vì thế chúng ta hãy hiểu theo cái bối cảnh của ngày nay. Probably about 110 years old. Có thể là 110 năm đi. Okay, so imagine now a person. Và bây giờ quý vị tưởng tượng xem. Who is about 110 years old still continuing to do ministry? Một người mà 110 tuổi rồi mà họ vẫn còn hoạt động ở trong chức vụ. You think you will accept such a person? Theo như quý vị thì quý vị có chấp nhận một người như vậy không? If they do not have any problems, then they may have. Không quên thì được, chứ còn nói trước quên sau là sao mà. Không số gì phải, họ chấp nhận 65 là phải. Some denominations, they just accept a maximum of 65. Some churches in Vietnam, they have a evaluation. They just allow the minister to be in the ministry until 65. Same like in Singapore. Tương tự ở Singapore cũng như vậy thôi. Many churches set the limit at 65. Rất là nhiều hội thánh đó họ đặt ra cái giới hạn để họ vị chúa tới năm 65 tuổi là ngừng. But if you are still healthy.
Nhưng mà nếu mà mình còn khỏe, you should not stop at 65, right? Thì không nên dừng ở con số 65. So I'm going to ask you some questions. Vì thế tôi sẽ đặt cho quý vị một số câu hỏi. So I want you to break up into your groups again. Và để có thể trả lời câu hỏi thì mình phải vô nhóm. Okay, I want you to consider this. Tôi muốn quý vị hãy xem xét cái điều này. What are the barriers that you are facing now in the ministry? What are the barriers? Những cái rào cản nào quý vị đang đối diện ở trong chức vụ của mình? Okay, one is age. We look at age. Thứ nhất là gì? Về độ tuổi này, chúng ta sẽ nói về độ tuổi. We look at gender. Rồi chúng ta nói về giới tính. Now I want you not to think about theory, yeah? Tôi không có muốn quý vị phải nói về cái lý thuyết không? I want you to tell me what is actually happening in your churches. Tôi muốn quý vị hãy nói cho tôi biết những cái thực tế xảy ra ở trong hội thánh của mình. Are there barriers in your church, or everybody can do anything they like? Ở trong hội thánh của quý vị có những cái rào cản hay không, hay là ai thích làm gì thì làm? There are no limitations. Không có những cái sự giới hạn. So long as God has anointed you, you can go as high as you like. Chừng nào Đức Chúa Trời còn sức chầu cho mình làm cao bao nhiêu cũng được. Or are there barriers? Hay là mình có những cái rào cản that you or your people face? Mà bản thân quý vị và chân sự của quý vị có đối diện. Okay, tell me honestly, yeah. Bây giờ quý vị hãy nói thật lòng cho tôi nha. So again, break up into your groups. Bây giờ chúng ta hãy chia nhóm. This morning you broke up your groups already, right? Sáng nay mình chia nhóm rồi, bây giờ mình vô lại cái nhóm đó đi. Okay, follow the same group. Rồi, theo như nhóm 16 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhóm như 16 đó. In real life. Nhưng mà tôi muốn quý vị nhìn thấy rằng ở trong đời sống thực tế, people face a number of hindrances. Thì tín đồ đó họ đối diện vô số những cái trở ngại, những ngăn trở. While age and gender are quite prominent. Mặc dù vấn đề rào cản về giới tính và độ tuổi cái đó là quá là phổ biến. Depending on where you live. Nó tùy thuộc vào nơi quý vị sống. There are other hindrances as well. Thì tại đó cũng có những cái sự ngăn trở khác nữa. So this group here, they brought up a good point. Và nhóm này đã nêu ra cho chúng ta một cái điểm là hay. I think race also has a part to play. Và tôi nghĩ cái vấn đề chủng tộc, sắc tộc ở đây nó cũng có cái vai trò. So imagine today you are in a big city. Và quý vị hãy tưởng tượng ngày hôm nay quý vị ở trong thành phố lớn. You are in Ho Chi Minh, you are in Hanoi. Quý vị ở tại Sài Gòn, rồi quý vị ở tại Hà Nội. And you come from the provinces. Và quý vị từ các tỉnh đến. And you come here and you begin to try and speak to the people. Và quý vị đến đây và cố gắng để mà giảng lời Chúa cho người dân thành phố. I believe it will be true that you will not be easily accepted. Và tất nhiên tôi chấp nhận cái điều này nó là thật và không có dễ để quý vị được chấp nhận. For a number of reasons. Vì nhiều cái lý do. Okay, perhaps they think that you know nothing much because you live in the provinces. Có thể họ nghĩ rằng quý vị không biết gì nhiều bởi vì quý vị sống trên rừng trên núi, sống với chim chóc. Perhaps they look down on you because you come from the different kind of different tribes. Có thể họ xem thường quý vị bởi vì quý vị đến từ một cái nhóm sắc tộc khác. Or maybe they think that you know because you live in the provinces. Hoặc là vì cớ họ nghĩ quý vị là người tinh lẻ. Your education level is low. Và trình độ giáo dục của quý vị là thấp. Compared to those in the city. Nếu mà so sánh với dân thành thị. So how can you communicate with them? Vậy thì mình sẽ truyền thông với họ như thế nào? Now if the reverse happens also. Thì cái điều ngược lại nó cũng tương tự như vậy. You come from the city and you go to the province. Quý vị từ thành phố, quý vị đi đến các tỉnh. And you try and speak to them there. Và quý vị muốn giảng lời Chúa cho họ ở tại đó. Most people in the village will tell you you cannot understand our situation. Thì phần lớn người tại các tỉnh sẽ nói với quý vị rằng, anh chị không có hiểu cái hoàn cảnh của chúng tôi đâu. What you tell me is not applicable to me. Những gì mà quý vị giảng hay là nói cho tôi đó, cái đó không ứng dụng được ở đây. Because our situation is different from yours. Bởi vì cảnh anh khác, cảnh tôi khác. So that people have a lot of prejudices. Bởi vì thế là người ta có rất là nhiều cái thành kiến, cái định kiến với nhau. Become barriers in their lives.
Và những cái này nó trở thành những cái rào cản ở trong đời sống của họ. And the Bible says that we are all the same. Nhưng mà Kinh Thánh nói rồi đúng không? Tất cả chúng ta đâu có ai giống ai đâu. But in reality, we don't practice it. Về chúng ta thì đúng là có giống nhau tại vì chúng ta ở trong Chúa, nhưng mà thực tế đó thì chúng ta không có thực hành cái điều đó. So no matter what you say, cho nên dù chúng ta có nói gì đi nữa, all these barriers, hindrances are still present in the church. Tất cả những cái rào cản này nó vẫn còn có mặt ở trong hội thánh. Now it is your job. Còn bây giờ công việc của quý vị to try and overturn these hindrances. Là cố gắng thay đổi, quý vị lật ngược những cái sự ngăn trở này. Now it's not an easy thing. Đây không phải là một điều dễ dàng. Because example, if you are a woman. Ví dụ nếu quý vị là một người nữ. And you try and minister to a group of men. Và quý vị cố gắng giảng dạy lời Chúa cho một nhóm người nam. You will not be easily accepted. Thì quý vị sẽ không có dễ dàng được chấp nhận. Because there's no role model. Nhưng mà vì có không có người đứng ra để làm gương. In the places like Singapore, in the Western countries. Ở những nơi giống như là Singapore hay là các nước Tây phương. There are many women preachers, pastors. Có rất là nhiều những người nữ giảng đạo và những mục sư. So they can see examples of these people. Vì thế ở những cái quốc gia đó họ có thể nhìn thấy những cái tấm gương qua những cái người nữ đó. So they are already accepted. Vì thế người nữ đó đã được chấp nhận. But when you are trying to do something new. Nhưng mà khi mà quý vị cố gắng làm một cái điều gì đó mới. To break away from all these old traditions. Để chúng ta gọi là xé rào, chúng ta phá đi những cái điều nó thuộc về truyền thống. You are going to face a lot of prejudice. Thì quý vị sẽ đối diện rất là nhiều thành kiến. A lot of people will not agree with you. Rất nhiều người sẽ bất đồng với quý vị. But whether they agree or not, nhưng dù người ta có đồng ý hay là không đồng ý, you got to put the biblical principles into practice. Quý vị phải đem nguyên tắc của Kinh Thánh vào thực hành. Amen. Amen. So how do you do it? Nhưng mà chúng ta làm như thế nào? Okay, you look at Anna. Chúng ta hãy xem bà Anna. What did she do to overcome? Bà đã làm gì để chiến thắng cái nan đề của mình? The Bible says, number one, she ignored her circumstances. Kinh Thánh nói điều đầu tiên mà bà Anna làm đó là gì? Bà ngó lơ cái hoàn cảnh của mình và không thèm để ý đến. Okay, Anna is a prophetess. Chúng ta nhớ Anna là một nữ tiên tri. But in those days, first of all, there have been no prophets for the last 400 years. Nhưng mà chúng ta nhớ là gì? Trong cái thời đó, thì trong hơn 400 năm nó không có một tiên tri nào của Chúa. So prophets are not easily accepted. Vì thế người tiên tri đó không dễ dàng gì để được chấp nhận. Secondly, she's a woman. Thứ hai nữa, bà là một người nữ. And women are looked down upon in that society. Và trong xã hội đó thì họ xem thường người nữ. And thirdly, she's very old. Và điều thứ ba nữa, bà đã già lắm rồi. But because God spoke to her. Nhưng mà vì cớ Đức Chúa Trời đã phán với bà. To deliver this word regarding Jesus. Là phải nói ra, phải công bố những lời liên quan đến Chúa Giêsu. She ignored all his limitations. Bà đã không quan tâm đến tất cả những cái sự giới hạn kia. And press on to do what God told her to do. À, đi tới và làm theo điều mà Chúa bảo làm. Now, if you happen to face prejudice, và ngày hôm nay nếu mà quý vị đối diện thành kiến, or the people that you are trying to encourage to get them to stand up, tất cả những con người mà quý vị cố gắng khích lệ họ để cho họ đứng lên, they face such prejudices, họ đối diện những cái sự thành kiến giống như vậy. First thing you tell them, thì đầu tiên quý vị hãy nói với họ, is to ignore their limitation. Đó là gì? Nhắm mắt làm ngơ đi. Amen. Amen. If God calls you, nếu Chúa kêu gọi quý vị, God will enable you. Chúa sẽ ban sức cho. Limitation is not the problem. Những sự giới hạn này nó không phải là cái nan đề. Second thing you need to do, điều thứ hai nếu chúng ta cần làm, is to persevere. Đó là phải bền đổ. Carry on in the face of opposition. Tiếp tục thực hiện công việc của mình mặc dù đối diện sự chống đối. Amen. Amen. Now, women are in a bit more difficult position than men. Người nữ thì ở trong một cái vị trí khó khăn hơn đối với người nam. But usually, women are also stronger willed.
Nhưng mà thường thì người nữ có ý chí gọi là sắt đá hơn mấy ông nam. So they are able to persevere despite all the difficulties. Vì thế dù khó khăn đi chăng nữa, quý vị hãy cứ tiếp tục bền đổ. I look at some of you are much younger. Tôi nhìn thấy một số vị ở đây và quý vị thì nhỏ tuổi hơn, trẻ hơn. And you think that maybe the older folks, older pastors look down upon you. À, có thể quý vị nghĩ rằng, mấy ông mục sư lớn tuổi, mấy ông xem thường mình quá. Or the reverse can apply. Hoặc là chúng ta áp dụng ngược lại. Some of you are a bit older. Một số người trong quý vị đã lớn tuổi rồi. And as we heard just now, the young may look down on you. Và giống như chúng ta vừa mới nghe đó, giới trẻ họ xem thường mình. Saying that you repeat yourself again and again. Và nói rằng mấy ông giảng gì đâu mà cứ lặp qua lặp lại. You are out of touch with the time. Và nhiều lúc quý vị giảng mà dân sự nó không có nắm được. The examples that you give are no longer relevant to the society today. Và bởi vì mình là người sống vào đời trước, những cái gì ví dụ mình nêu ra nó không còn tương thích với lại thời nay nữa. You know, we all want to relearn. Tất cả chúng ta ai cũng có lý do hết. Today I'm 68 years old. Hôm nay là tôi 68 tuổi. But I'm still learning. Nhưng mà tôi vẫn học. Okay. Until the day I die, I will still be learning. Cho đến ngày mà tôi qua đời, you stop learning. Ngày mà quý vị thôi không còn học nữa. It's the day you stop being effective. Là ngày quý vị chấm dứt không còn hiệu quả. So if you receive feedback that you are no longer relevant. Nếu mà quý vị nhận được cái phản hồi từ tín đồ và nói rằng cái gì mục sư giảng nó không còn tương thích cho chúng em thời nay nữa. Don't get angry with people. Thì đừng tức giận với dân sự của mình. It's time to change and remake yourself. Đã đến lúc chúng ta nên thay đổi và cải tạo chính mình. Then for the younger ones. Còn đối với người trẻ, hãy nghe mấy người trẻ hãy okay. Nghe. Okay, young ones, remember this. Mấy người trẻ hãy nghe cái này. People may look down upon you. Có thể người ta xem thường các bạn. I want to tell you this. Nhưng mà tôi nói với các bạn điều này. The greatest revival in the world. Sự phấn hưng lớn nhất ở trên thế giới. Started with a young Bible school student. Bắt đầu với những sinh viên trường kinh thánh trẻ tuổi. It did not start with an established minister. Không phải là bắt đầu với những người mục sư đã vững vàng ở trong chức vụ. It started with a student. Mà bắt đầu với sinh viên. Young student. Những sinh viên còn trẻ tuổi. Who decided to obey God. Là những người đã quyết định vâng lời Đức Chúa Trời. Amen. Amen. So God is no respecter of people. Đức Chúa Trời ngài không có gọi là khinh dễ bất cứ một người nào, ngài không có khiên vì ai cả. If you are called to do something. Nếu quý vị được kêu gọi làm điều gì đó. Young, old. Già, trẻ. Man, woman. Nam hay nữ. Whatever your race. Dù chủng tộc của quý vị là gì đi nữa. If God calls you, you've got to press in. Nếu Chúa kêu gọi quý vị làm thì hãy đi tới mà làm. Amen. Don't give up. Đừng bỏ cuộc. Amen. Amen. And the third thing. Rồi, điều thứ ba. You need to be faithful. Quý vị phải trung tín. Amen. Trung tín. Amen. Who's looking at you? Ai đang nhìn quý vị? Don't look at all the people that you think are looking at you. Đừng nhìn tất cả những con người mà quý vị nghĩ rằng tất cả họ đang nhìn quý vị. If we depend on man's opinion. Nếu quý vị sống phụ thuộc vào quan điểm hay là ý kiến của con người, we will be changing our mind very often. Thì chúng ta, cái tâm trí suy nghĩ của chúng ta nó sẽ như sóng biển. Who are you called to be faithful to? Bạn được kêu gọi để trung tín với ai? Not man, eh? Không phải con người nha. You are called to be faithful to God. Chúng ta được kêu gọi để trung tín với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. It is God that will reward you. Chính Đức Chúa Trời mới là Đức ban thưởng, không phải con người. Don't think about men rewarding you. Đừng nghĩ rằng con người sẽ ban thưởng cho mình. Oh, if I please my people, maybe they will give me more money. Ôi, ước gì mình làm cho tín đồ hạnh phúc vui vẻ thì chúng nó sẽ cho mình tiền nhiều hơn, cũng phải maybe đâu. Maybe if I please my people, my church will grow. Nếu mà tôi làm cho tín đồ nó vui mừng hạnh phúc thì hội thánh của mình sẽ tăng trưởng. No, we don't have all these other things. Chúng ta không có ngửa trông vào những cái điều như vậy. We must remain faithful to what God tells us to do. Chúng ta phải cứ tiếp tục trung tín với điều mà Chúa đã truyền vào chúng ta. Amen. Amen. Ok.
Okay, that's all for today. Rồi, chúng ta trung tín nghỉ luôn tại đây. I hope you have a good rest. Hy vọng là quý vị sẽ có thời giờ nghỉ ngơi tốt đẹp. Okay, let's close the prayer. Rồi, xin mời chúng ta đứng lên cầu nguyện. Lord, we see faithful men and women in this place. Cha ơi, chúng con nhìn thấy những người nam, những người nữ trung tín ở tại nơi đây. People who have persevered despite all the difficulties in their life. Là những con người bên chỗ mặc dù có những sự khó khăn chống đối trong đời sống của họ. We know there are many difficulties. Chúng con biết rằng có nhiều sự khó khăn. And yet, despite lack of resources. Và dù thiếu các nguồn lực. Despite lack of appreciation by the people. Dù thiếu những sự khích lệ từ con dân của Ngài. They have continued to persevere. Họ vẫn tiếp tục bền đổ với Ngài. So Lord, I pray right now for each and every person here. Vì thế Chúa ơi, con cầu nguyện ngay bây giờ cho mỗi một người ở tại đây. As they continue to look unto you. Khi họ tiếp tục ngửa trông nơi Ngài. Let your hand be upon each one of them. Xin Chúa hãy giang tay của Ngài trên mỗi một người trong số họ. And you will encourage each one. Và khích lệ mỗi một người. That despite whatever situation they are in. Rằng dù bức lục hoàn cảnh họ đang đối diện bây giờ là gì, you continue to be with them. Ngài vẫn tiếp tục ở với họ. And so as they press on in the ministry, và Chúa ơi, khi họ tấn tới ở trong chức vụ, I pray a fresh anointing upon each one of them. Cầu nguyện sự sức dầu tươi mới của Ngài trên mỗi một người. And they will be renewed with fire. Và Chúa ơi, họ sẽ được làm mới bằng lửa của Ngài. Be able to do all that you've called them to do. Và họ có thể làm được mọi điều mà Chúa đã kêu gọi họ thực hiện. Bless them now in Jesus' name. Xin Cha hãy chúc phước cho họ ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu. Amen. 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 Amen.